Nếu như bạn vẫn đang thuộc một trong năm nhóm người sau thì đây chính là video dành riêng cho các bạn. Nhóm đầu tiên, vẫn đi mua đồ cùng bố mẹ mua cho gì thì mình mặc nấy. Nhóm thứ hai, có kinh tế, có điều kiện nhưng mà lại chưa bao giờ có thể mua cho mình một bộ trang phục mà mình cảm thấy thoải mái và hài lòng. Nhóm thứ ba, rất đam mê và yêu thích thời trang, tuy nhiên thì kinh tế lại hạn hẹp, muốn mua bất cứ món đồ gì thì cũng đều phải cân nhắc thật là kỹ. Nhóm thứ tư, lướt web, lướt Facebook, nhìn thấy bất cứ những cái món đồ nào cũng cảm thấy đẹp và muốn dinh ngay nó về nhà. Nhóm thứ năm, thằng bạn thân của mình mà vừa có cái món đồ mới gì thì mình cũng phải mua bằng được cái món đồ đấy, không cần biết là nó có hợp với mình hay không. Ok, và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Vietnow. Và trước khi bắt đầu cái video này thì mình muốn hỏi các bạn một câu hỏi. Các bạn có thể dành ra 10 giây để suy nghĩ và trả lời cho mình nhé. Câu hỏi là: bạn đã biết phong cách thời trang hiện tại của bạn là gì chưa? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hết giờ. Nếu như câu trả lời của các bạn là chưa biết thì hãy ấn phím 1. Còn nếu như các bạn đã có câu trả lời rồi thì sau khi xem hết video này, hãy comment ở phía dưới, hãy chia sẻ với mọi người cái cách mà bạn có thể tìm ra được cái phong cách cá nhân riêng cho mình. Ở video lần này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn 4 cách mình đã áp dụng và trải qua để có thể tìm ra được cái phong cách cá nhân riêng cho mình. Mình thì không bắt các bạn phải làm theo tất cả những cái gì mình sắp chia sẻ tới đây, nhưng mà mình cũng hy vọng là từ những cái trải nghiệm của mình, các bạn có thể áp dụng vào trong bản thân, trong chính cái phong cách riêng của các bạn. Vì mình tin là các bạn chỉ có thể nghe và tham khảo thôi, vì không có bất cứ ai có thể giúp bạn tìm ra được cái phong cách riêng cho bạn, mà chính bạn phải tự làm được cái điều đấy. Và đó cũng chính là điều đầu tiên mình muốn chia sẻ với các bạn trong video lần này. Khi mà cái thị trường thời trang đang phát triển và bùng nổ như thế này, khi mà mỗi ngày các bạn mở Facebook, mở Instagram lên và lướt thì sẽ có rất nhiều shop thời trang với nhiều phong cách khác nhau đập ngay vào mắt bạn. Thì việc các bạn hiểu được cái bản thân của mình cần gì, các bạn muốn ăn mặc như thế nào và muốn có phong cách như thế nào nó rất là quan trọng. Trước đây thì mình cũng đã từng ở trong 5 cái nhóm người mà mình vừa nói ở đầu video. Mình đã từng thức cả một đêm để tìm bằng được cái món đồ mà mình lướt qua ở trên mạng và có cái cảm giác thích nó. Hay là mình cũng từng mua rất nhiều những cái món đồ với nhiều style khác nhau, và cuối cùng thì mình cũng chẳng biết là mình hợp với cái style nào nhất. Và cho đến khi mình hiểu được bản thân của mình biết được cái tính cách của mình như thế nào, mình muốn sử dụng những cái món đồ thời trang hàng ngày ra sao, thì mình đã không còn phải quanh quẩn ở trong cái mớ hỗn độn này nữa. Mình là một người thích sự thoải mái, vậy nên là trong tủ đồ của mình lúc nào cũng có rất nhiều những cái món đồ có thể đáp ứng được cái nhu cầu này, như là những chiếc áo oversize, những chiếc quần short hay là những đôi giày thể thao. Mình thích sự đơn giản nên là đa số trang phục của mình sẽ có màu đen và không quá rườm rà về họa tiết. Mình là một người đề cao tính ứng dụng ở trong thời trang, vậy nên là mình luôn đầu tư vào những cái món đồ cơ bản có thể dễ dàng phối với cả nhiều món đồ khác. Đấy là về phần của mình, còn về các bạn thì cũng có rất nhiều phong cách thời trang khác nhau để các bạn có thể lựa chọn tùy theo cái tính cách của các bạn như thế nào. Ví dụ như bạn là một người có tính cách mạnh mẽ thì bạn sẽ thích mặc những cái bộ trang phục ôm sát, bó sát và lộ ra những cái phần cơ bắp của mình. Hay bạn là một người thích nổi bật thì bạn sẽ thích chọn những cái bộ trang phục có màu sắc sặc sỡ như là đỏ, xanh, vàng. Còn nếu như bạn nói với mình đến tận bây giờ bạn vẫn chưa biết mình thích cái gì, mình vẫn chưa biết tính cách của mình như thế nào, thì mình cũng chỉ có thể khuyên các bạn là các bạn hãy nên trải nghiệm nhiều những bộ trang phục, nhiều cái phong cách khác nhau, rồi dần dần chắc chắn các bạn cũng sẽ tìm ra được cái phong cách riêng của mình mà thôi. Các bạn cũng không cần phải quá vội cho cái việc này đâu, vì phong cách thời trang sẽ dần dần thay đổi theo thời gian. Ví dụ như trước đây mình thích những cái phong cách kiểu trẻ trâu, kiểu hip hop, ngầu lòi các thứ. Nhưng mà đến bây giờ khi mình đã trưởng thành, khi mà mình đã có gia đình rồi, thì rất có thể mình lại thích cái phong cách kiểu lịch sự hơn, như là giày tây, áo sơ mi, quần âu, rồi vest các thứ. Tất cả mọi điều đều có thể xảy ra. Điều thứ hai đó chính là các bạn cần phải hiểu về cơ thể của các bạn. Điều mà mình luôn nhắc, luôn muốn nói với các bạn trong bất cứ những cái video về thời trang nào của mình, đó chính là bộ trang phục vừa vặn sẽ luôn là cái bộ trang phục đẹp nhất. Và để làm được cái điều này thì các bạn phải hiểu rất nhiều về cái cơ thể của mình. Dù bạn đã có một cái ngoại hình trông như thế nào thì các bạn cũng hoàn toàn có thể mặc đẹp được hết. Tuy nhiên thì các bạn cũng phải dành thật nhiều thời gian để có thể tìm ra được những cái bộ trang phục, những cái món phụ kiện có thể tôn lên được cái vẻ đẹp trên cơ thể của các bạn, hay là cũng có thể che đi được những cái khuyết điểm của bạn. Mặc dù mình đang là một người mẫu với chiều cao khá là lý tưởng, 1m82, nhưng mà mình cũng tự biết với bản thân của mình là mình cũng không thể mặc đẹp bằng được những cái bạn người mẫu nam với cái chiều cao tương tự như mình. Vì mình rất hiểu về cái cơ thể của mình, tuy có chiều cao khá là tốt nhưng mà cái tỷ lệ cơ thể nó lại không được cân đối. Phần lưng thì rất là dài, tuy nhiên phần chân lại ngắn. Và mình cần phải lựa chọn những cái bộ trang phục làm sao để có thể hạn chế tối đa đi cái nhược điểm của mình. Mình thì luôn mặc những chiếc quần short với cái chiều dài ở trên đầu gối,
thì nó sẽ khiến chân của mình trông dài hơn, và mình hay mặc áo với cả quần cùng màu thì sẽ tạo cho cái cơ thể của mình trông liền mạch hơn. Người ta sẽ không nhận ra được cái điểm yếu của mình là phần lưng dài hơn phần chân. Có một vài cách để các bạn có thể hiểu thêm về cơ thể của mình, như là sử dụng những chiếc thước đo để có thể đo được các phần trên cơ thể của bạn để xem bạn đang thuộc hình khối cơ thể như thế nào. Hay là có một cách nữa là các bạn cũng có thể mặc đồ lót và tự ngắm mình trước gương thật là lâu. Tuy không quá chính xác tuyệt đối, nhưng mà bây giờ chúng ta cũng hoàn toàn có thể đoán được một phần nào tính cách của một người nào đó dựa trên những cái bộ trang phục mà họ đang mặc. Và tất nhiên là các bạn cũng phải đồng ý với mình một điều là khi mà chúng ta mặc một bộ trang phục thì chúng ta cũng thầm muốn cho người ta biết là mình là con người như thế nào. Ví dụ như những cái cậu bạn nào mà có cái tính cách hiền lành thì sẽ ăn mặc theo kiểu hơi mọt sách một chút, hay là cái bạn nào mà có tính cách kiểu hơi sexy thì sẽ hay lựa chọn những cái chiếc áo có cổ khoét rộng chẳng hạn. Trước đây cái hồi khi mình còn là sinh viên thì mình muốn truyền tải cho mọi người một cái thông điệp, mình là một cái anh chàng kiểu ngây ngô, trong trắng, không có tiền, thì mình hay ăn mặc những cái bộ trang phục kiểu ngố ngố, trông khá là xòe xòa. Nhưng mà khi mình xuất hiện ở trong những cái sự kiện quan trọng như là đi xin việc thì mình sẽ ăn mặc lịch sự hơn để người ta biết được mình là một người cũng chỉnh chu, cũng đàng hoàng. Một cái điều rất là hay ho ở trong thời trang đó chính là quần áo đôi khi sẽ thay bạn nói với cả người khác những cái điều mà bạn muốn chia sẻ với họ. Không nhất thiết là bạn cần phải nói ra bằng lời, tuy nhiên là khi bạn diện những cái bộ trang phục trong những cái hoàn cảnh thực sự phù hợp thì người ta sẽ hiểu được cái thông điệp mà bạn muốn chia sẻ như thế nào. Thời gian sẽ thay đổi và con người của bạn cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Những cái gì mà bạn đã trải nghiệm trong quá khứ thì sẽ biến bạn trở thành một con người khác. Và các bạn cũng hoàn toàn có thể đưa cái hình mẫu lý tưởng mà các bạn hằng ao ước vào trong cái gu thời trang hàng ngày của các bạn. Ví dụ như là sau này mình muốn mình sẽ trở thành một doanh nhân, một người chuyên kinh doanh về thời trang, thì ngay từ bây giờ mình cũng cần phải thay đổi cái phong cách của mình để cho phù hợp với cái hình mẫu này. Còn ví dụ như là bây giờ bạn đang làm việc trong một cái môi trường công sở, bạn muốn chuyển sang làm việc ở môi trường tự do, thoải mái hơn, thì bạn cũng cần phải lựa chọn những cái bộ trang phục nó phù hợp hơn, như là những chiếc quần jean, những chiếc áo phông, những đôi giày thể thao chẳng hạn. Còn ví dụ như là bạn cảm thấy mình là một cái anh chàng kiểu hơi khô khan, hơi cứng nhắc mà muốn trở thành những cái anh chàng trông hoạt bát, trông nhiều màu sắc hơn, thì các bạn cũng có thể lựa chọn những cái bộ trang phục sexy, những cái bộ trang phục nhiều màu sắc kiểu xanh đỏ tím vàng. Cái câu trước là mình đang nói đùa đấy, và chắc là các bạn cũng đã hiểu cái điều mà mình muốn nói ở đây là gì rồi đúng không? Dù bạn đang muốn trở thành bất kỳ ai trong tương lai thì các bạn cũng phải dần dần thay đổi và hướng tới cái điều đó, thì cái phong cách thời trang cá nhân của bạn cũng dần dần thay đổi và được hình thành. Mình phải nhấn mạnh là các bạn hãy thay đổi cái phong cách của mình theo những cái gì mà các bạn cảm thấy thoải mái, cảm thấy đúng. Bạn không cần phải làm nó thật là nhanh hay là làm cho giống bất cứ ai. Bạn cảm thấy tự tin, bạn cảm thấy đẹp và thoải mái là được. Từ đó thì dần dần các bạn sẽ có sự lựa chọn trong cái việc mua trang phục hơn và sẽ định hướng được cái phong cách riêng sau này của bạn. Và đó cũng chính là những cái điều mình muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay, là những cái điều mình đã và đang áp dụng trong chính cuộc sống của mình. Bốn cái điều này thì nó hoàn toàn liên kết với nhau. Đầu tiên thì bạn cần hiểu được cái bản thân về tính cách, về cơ thể của mình. Sau đó thì cần phải biết được là bạn muốn truyền tải cái thông điệp gì và bạn muốn trở thành một cái con người như thế nào. Tất cả những cái điều này nó sẽ hỗ trợ lại với nhau và dần dần hình thành được cái phong cách thời trang của bạn. Quan trọng là bạn cần phải đảm bảo với chính mình là bạn sẽ cảm thấy thoải mái và tự tin với những cái món đồ mà bạn đang mặc ở trên người. Có thể là ngay sau khi xem hết cái video này, các bạn cũng chưa thể tìm ra được cái phong cách cá nhân riêng cho mình, nhưng mà ít nhiều gì thì nó cũng thay đổi được cái tư duy về thời trang của các bạn đúng không? Hy vọng là cái video này sẽ giúp ích được thật nhiều cho các bạn. Và các bạn hãy đăng ký kênh, ấn vào cái chuông thông báo để không bỏ lỡ những cái video tiếp theo của mình nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào tối thứ 3 và tối thứ 6 hàng tuần. Rất cảm ơn các bạn đã lắng nghe và tạm biệt. Đi bế con thôi. I'm taking you to paradise, paradise. I don't even care about the price, care about the price.